Chào mừng quý vị đến với chương trình Bình luận Thời sự trưa thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Bình luận Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ đến với quý vị một số quyết định thay đổi quan trọng của chính phủ Việt Nam trong vấn đề xử lý đại dịch Covid-19. Như quý vị đã biết, trong những ngày vừa qua, đặc biệt kể từ sau khi nghị quyết 128 của chính phủ Việt Nam được đưa ra, song rất nhiều địa phương, thậm chí có tới 2/3 số địa phương trên toàn quốc cho biết họ biết các cái thông tin mới nhưng họ vẫn không chấp hành các nghị quyết vừa kể. Tại sao lại có một tình trạng diễn ra như vậy? Thưa quý vị, theo đánh giá chung của giới phân tích của dư luận xã hội là các cái quyết định của những người đứng đầu chính phủ trong việc chỉ đạo chống dịch, đó là ông Vũ Đức Đàn trước kia hay ông Phạm Minh Chính trong thời gian gần đây, cũng như Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long, có những cái quyết định được cho là không đúng. Thậm chí tình trạng đó nó diễn ra một cách kéo dài khiến cho các cái lãnh đạo địa phương người ta không tin tưởng. Một cái nội dung thứ hai trong bài nói chuyện hôm nay nó liên quan tới những sự cảnh báo trong việc phân biệt đối xử giữa miền Bắc và Việt Nam, hay nói một cách hẹp hơn giữa Hà Nội và Sài Gòn. Vì như quý vị đã biết, lâu nay cái việc đầu tư của chính quyền trung ương thường dành cho khu vực phía Bắc cũng như thủ đô Hà Nội nhiều hơn là so với các khu vực phía Nam cũng như Sài Gòn, đặc biệt là các cái vùng miền Tây Nam Bộ. Đó là một cái việc người ta cho rằng rất bất hợp lý. Nó thể hiện cái sự phân biệt đối xử giữa miền Bắc và Việt Nam. Và điều đó, theo giới phân tích, đưa ra các cái cảnh báo. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy sự nguy hiểm trong cái việc chia rẽ. Và người ta liên tưởng tới cái việc các cái chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua có các cái biểu hiện cát cứ chống lại chính quyền trung ương là những cái điều được cho là hết sức lo ngại. Thưa quý vị, bên cạnh đó, trong bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi đề cập tới việc qua đời của bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. Tuy nhiên, đó là một cái tin nổi bật của cộng đồng người hải ngoại trong ngày hôm qua và hôm nay. Nhưng vấn đề chúng tôi nhắc tới đó là phu nhân của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đã để lại một cái công trình nổi tiếng đối với người miền Nam, đặc biệt là người Sài Gòn. Đó là một cái bệnh viện Vì Dân trên một cái diện tích rộng khoảng 3 mẫu đã được bà Nguyễn Thị Mai Anh và những cái người bạn của mình gây quỹ và xây dựng được một cái bệnh viện dành cho người dân. Đó là một cái bệnh viện tư nhưng được điều hành như một bệnh viện công, nghĩa là điều trị miễn phí, không thu tiền khám chữa bệnh, không thu tiền các cái loại thuốc thông dụng có sẵn ở bệnh viện. Các cái nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Bệnh viện Vì Dân do các cái hội đoàn thiện nguyện, các cái tôn giáo được lập ra để có thể hỗ trợ trong việc dọn dẹp, nấu ăn cho bệnh nhân một cách miễn phí hoàn toàn. Đó là đúng tiêu chí mà phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đặt ra, đó là Bệnh viện Vì Dân. Tuy nhiên, thưa quý vị, sau biến cố 1975 thì Bệnh viện Vì Dân đã bị xóa tên đổi thành Bệnh viện Thống Nhất, là nơi điều trị cho các cái cán bộ lãnh đạo ở khu vực phía Nam, đặc biệt ở Sài Gòn. Và đó là lý do người Sài Gòn nói muốn biết chính quyền hiện nay người ta là chính quyền vì dân hay không thì cứ nhìn vào một cái câu chuyện rất nhỏ, biến một cái bệnh viện vì dân để trở thành một cái bệnh viện cho quan chức thì nó đã phản ánh bộ mặt thật của cái chế độ hiện tại, hoàn toàn không phải là một cái nhà nước mà họ luôn luôn rêu rao, đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện liên quan tới nghị quyết số 128 của Thủ tướng Chính phủ. Và người ta nói có một cái điều sai lầm của người Việt Nam từ lâu đến nay, đó là người ta thần tượng hóa quá mức đối với ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Như quý vị đã biết, sau đại 13, khi mà ông Vũ Đức Đam không có tên danh sách cho Bộ Chính trị thì dư luận xã hội, đặc biệt dư luận ở miền Bắc, người ta tiếc rằng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại loại bỏ một cái con người có năng lực, trình độ cũng như một cái người liêm khiết như vậy. Tuy nhiên, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về cái khả năng trình độ thực chất của ông Vũ Đức Đam, một người đã bị loại bỏ vào cuối tháng 8 vừa qua khi mà các cái thành tích chống dịch của ông Vũ Đức Đam quá tồi tệ. Nó liên quan tới cái kết quả chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị đã biết, theo thú nhận của bí thư thành ủy ông Nguyễn Văn Nên, tức là chống dịch xây dựng các cái bệnh viện giã chiến xong thu gom tất cả các cái ca F0, F1 nhốt vào đó. Và cuối cùng lãnh đạo thành phố cũng như các bệnh viện ngồi bó tay, nhìn bệnh nhân, những cái bệnh nhân nào còn khỏe thì vượt qua được, còn những cái bệnh viện nào mà yếu ớt thì chờ chết. Và thưa quý vị, một cái điều đặc biệt nguy hiểm đó là với một chủ trương chống dịch kiểu Trung Quốc, giãn cách, phân vùng, cách ly, vân vân và vân vân, đó là một cái chủ trương được cho ông Vũ Đức Đam theo đuổi. Thậm chí cho những ngày gần đây, ông Vũ Đức Đam vẫn còn nuối tiếc những cái điều vừa kể. Và như quý vị đã biết, người ta nói con số tử vong ở thành phố hơn 16.000 người chắc chắn có một cái phần trách nhiệm không nhỏ của Phó Thủ tướng ông Vũ Đức Đam. Trở lại một cái vấn đề như quý vị đã biết, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành một cái nghị quyết 128. Lập tức sau đó, Bộ Y tế đã ra một cái văn bản hướng dẫn và giải thích những cái việc theo Bộ Y tế đưa ra những cái biện pháp làm cho dư luận xã hội cũng như người dân, người ta trông đợi cũng như hy vọng sẽ có một cái tình hình sáng sủa hơn, đặc biệt trong cái việc di chuyển của người dân qua lại các tỉnh và thành phố. Người ta không phải lo ngại về cái vấn đề xét nghiệm, tức chọc mũi. Và thưa quý vị, theo giới phân tích đánh giá, cái văn bản nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ được cho là thông thoáng hơn, phù hợp với cái gọi là sống chung với đại dịch Covid-19. Và người ta nói đó là một cái chứng minh cho thấy Chính phủ Việt Nam đã tiến thêm một bước gần hơn với cái xu hướng chống dịch văn minh tiến bộ hiện nay ở Việt Nam. Tuy nhiên thưa quý vị, với cái áp lực từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc yêu cầu vẫn phải áp dụng một cách nghiêm ngặt những cái biện pháp chống dịch theo kiểu Trung Quốc, mà theo Nguyễn Phú Trọng, các bạn Trung Quốc đã chống dịch thành công ở thành phố Vũ Hán, không có lý gì mà Việt Nam không áp dụng theo. Và thưa quý vị, đó là lý do trong cái văn bản quyết định thực hiện cái nghị quyết 128 của Bộ Y tế, người ta vẫn thấy thấp thoáng những cái điều chiều ý cho Nguyễn Phú Trọng, đó là tiếp tục chọc mũi, rồi giới hạn quyền đi lại thông qua những cái giấy đi đường, thực hiện những cái chốt kiểm soát giữa các tỉnh. Đó là lý do tại sao thưa quý vị, trong những ngày vừa qua có rất nhiều địa phương không chấp hành, thậm chí những cái cán bộ ở cơ sở, kể cả ngành công an cũng như quân đội, người ta nói người ta hoàn toàn biết các cái thông tin từ nghị quyết 128 của Chính phủ, nhưng lãnh đạo cấp trên trực tiếp của họ, tức là lãnh đạo tỉnh, không có những cái chỉ đạo thay đổi. Đó là lý do thưa quý vị, theo tinh thần của nghị quyết 128 của Chính phủ Việt Nam cho phép được mở lại trường học, thông thoáng trong cái việc đi lại giữa các vùng, ngoại trừ những cái vùng được đánh giá là màu đỏ. Đồng thời trong văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế đã nói rất rõ không phải xuất trình các cái giấy xét nghiệm âm tính. Vậy mà thưa quý vị, đa số các cái địa phương vẫn bắt buộc. Cụ thể gần đây, thành phố Hải Phòng, một cái trung tâm chỉ cách Hà Nội 100 cây số, vẫn yêu cầu phải chứng minh những cái điều xét nghiệm dù rằng những người đó đã tiêm chủng đầy đủ 2 mũi. Cũng như việc một số tỉnh miền Tây hiện nay vẫn tiếp tục đề nghị duy trì các cái chốt chặn, chốt kiểm tra người ra vào địa phương. Và thưa quý vị, những cái thông tin chúng tôi vừa kể được truyền tải đầy đủ trên truyền thông của nhà nước. Một cái vấn đề được đặt ra lúc này đó là không lẽ các chính quyền địa phương người ta cố ý đi ngược lại những cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Và rõ ràng những cái hành động mang tính tập thể của các cái địa phương hiện nay, mà theo ông Phạm Minh Chính, đó là những cái hành động cát cứ. Tuy nhiên người ta cảm thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bất lực trước những cái hành động chống đối của các địa phương. Mà một cái nguyên nhân sâu xa người ta khẳng định rõ ràng, các chính quyền địa phương, cụ thể là các cái lãnh đạo, người ta tin vào uy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn là uy quyền của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì quý vị đã biết rõ ràng những cái chủ tịch các tỉnh, các bộ trưởng, các thứ trưởng vân vân và vân vân, chính phủ hoàn toàn là người trực tiếp quản lý. Tuy nhiên chính phủ không có quyền thay thế các nhân vật vừa kể. Đó là lý do dư luận xã hội cho rằng không cho ông Phạm Minh Chính trong tư cách người đứng đầu cơ quan hành pháp một cái roi quất thật mạnh thì đâu sẽ vào đấy ngay. Nhưng rõ ràng thưa quý vị, cái vấn đề cơ chế ở Việt Nam nó là như thế. Quyết định nhân sự đối với các chính quyền địa phương nó thuộc về công tác cán bộ của Đảng, mà người chịu trách nhiệm đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do tại sao những cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ không có hiệu lực đối với cấp dưới. Tuy nhiên thưa quý vị, một cái vấn đề cần phải nhìn nhận rằng một cái lý do các cái cấp dưới người ta không tin tưởng với cái cách chỉ đạo chống dịch của ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong quá khứ cũng như ông Phạm Minh Chính hiện nay, đó là những cái quyết định mang tính tiền hậu bất nhất dẫn đến cái việc thực hiện chống dịch không có hiệu quả. Và không chỉ các cái lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thậm chí người dân người ta cũng mất lòng tin. Và đó là lý do tại sao một cái văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết 128 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký trong những ngày gần đây, rồi kể cả cái văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, nhiều quý vị đã thấy cấp dưới không tuân thủ. Và một cái lý do chúng tôi muốn phân tích để quý vị thấy rõ, nếu như đã nhận thấy có những điều không ổn hay mất lòng tin, đó là lý do các cái lãnh đạo các tỉnh, thành phố đa số cho rằng cần phải có sự thay đổi đối với ông Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Thanh Long. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề quan trọng trong bài nói chuyện hôm nay, đó là những cái diễn biến cho thấy chính phủ Việt Nam đang có những cái biểu hiện cho thấy họ đang tiến hành thay đổi một cách sâu sắc về cái vấn đề phòng chống đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 10, thông tin từ Cổng Thông tin Chính phủ cho hay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp các đại diện tiêu biểu của lực lượng y tế tuyến đầu tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua một cái cuộc họp trực tuyến, trong đó Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tham gia. Phát biểu tại cái hội nghị vừa kể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận những cái thành tích bước đầu của lực lượng y tế Việt Nam trong cái việc tổ chức chống dịch trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra các cái gọi là lộ trình thích ứng an toàn cũng như linh hoạt trong cái việc kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, vừa phòng chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên có một cái điều đáng chú ý thưa quý vị, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị các cái bác sĩ cũng như chuyên gia y tế đầu ngành sử dụng các cái kinh nghiệm thực tiễn của họ trong thời gian chống dịch 3 tháng vừa qua ở khu vực Sài Gòn, hãy tham mưu cho Thủ tướng về những cái cách làm tốt để thực hiện trong cái điều mà ông Phạm Minh Chính gọi là thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Theo giới phân tích, đó là những cái phương án mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuẩn bị cho một cái giai đoạn mà rất có thể xảy ra trong giai đoạn trước mắt. Thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý đó là phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đồng thời là người đã từng tham gia dập dịch ở các cái tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và Bình Dương. Theo giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, cần phải một cái mục tiêu hàng đầu đó là phải lập tức xóa bỏ ngay các khu cách ly tập trung cũng như các cái bệnh viện dã chiến hiện nay. Thưa quý vị, cái phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đã cho thấy một cái quyết định sai lầm của chính phủ, mà một cái chỉ đạo theo lối của Trung Quốc, đó là người ta thành lập các cái khu cách ly tập trung cũng như các cái bệnh viện dã chiến, mà một cái kết quả như quý vị đã biết, đưa các cái ca F0, F1 vào tập trung mà không biết chữa trị ra sao. Và đó là cái tình trạng dẫn tới cái nguyên nhân những cái ca lây nhiễm mới tăng vọt, đồng thời những cái ca tử vong phát triển theo một cái chiều dựng đứng. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, trong cái thời gian 3 tháng vừa qua, ông đã tham gia một cái tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế trợ giúp cho tỉnh Bình Dương. Đó là một cái nơi xảy ra bùng phát dịch bệnh với một cái số ca nhiễm tăng rất nhanh, có thời điểm có tới 5.000 tới 6.000 ca cho một ngày. Một cái điều đáng chú ý đó là theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, bây giờ cần phải loại bỏ các cái khu cách ly tập trung, các cái bệnh viện dã chiến, mà thay vào đó cần phải hình thành các mạng lưới chăm sóc bệnh nhân tại nhà trên cơ sở y tế phường và xã. Theo đó, người nhiễm Covid-19 cần phải được tự chăm sóc tại nhà. Những cái khu vực bị cách ly, tức là có người bị nhiễm có thể cách ly trong một cái hạn rất hẹp. Nếu số lượng ca nhiễm tăng đột biến, tức là hơn 10% số mẫu xét nghiệm lấy một cách ngẫu nhiên, thì mới được phép cách ly cả thôn hay một xí nghiệp, nhà máy. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu gợi ý riêng các cái ca tăng nặng, bệnh nền không ổn định hay những cái người chưa tiêm vaccine thì cần phải đưa sớm vào các bệnh viện để tổ chức điều trị. Một cái vấn đề đề xuất thứ hai của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu đó là các cái bệnh viện phải tách đôi với hai lối đi riêng biệt cho người nhiễm hay không nhiễm Covid-19. Mà để thực hiện cái điều này, cần phải phân loại bệnh nhân bằng xét nghiệm nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử. Một cái đề xuất nữa được đánh giá cao đó là liên quan tới cái việc điều trị Covid-19, theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, phải chia khu điều trị của các cái bệnh viện hiện nay trở thành 3 phân khu khác nhau. Đó là phân khu hồi sức cấp cứu, phân khu điều trị bệnh ở mức độ vừa và một cái phân khu thứ 3 đó là khu hậu Covid-19, đó là những cái người đã được điều trị sau có biểu hiện bắt đầu trở lại bình thường. Ngoài ra, thưa quý vị, trong 7 điểm đề xuất của Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu thấy rằng nhà nước cần phải huy động lực lượng y tế tư nhân vào cuộc, cho phép thu phí trong việc điều trị Covid-19, đồng thời phải rà soát việc tiêm vaccine, tổ chức lại nhà ở cho công nhân và người lao động nhập cư ở những cái khu ổ chuột cần phải nhanh chóng xóa bỏ. Trong đó chính quyền cần phải hỗ trợ cho các cái khu nhà trọ để người nhiễm có thể ở riêng và cách ly. Một cái điểm quan trọng cuối cùng đó là Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu đã nói chúng ta phải hiểu không sợ Covid-19 mà phải tạo ra một cái cách sống mới mà chúng ta cần chấp nhận sống chung với nó. Bởi vì nếu tỷ lệ tử vong trong số người đã tiêm phòng nó chỉ là những cái biểu hiện như cúm mùa mà thôi, tại sao chúng ta phải sợ Covid-19? Chưa hết, Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu còn cho biết, theo tôi, cần phải cách ly khoanh vùng nhỏ nhất, chiến lược hoàn toàn đúng đắn của chính phủ hiện nay. Tức là không được cách ly trên diện rộng và phải dùng khoa học và thực tiễn địa phương để tồn tại và phát triển song song với sự hiện diện của Covid-19. Nó là một cái xu hướng của cả thế giới hiện nay và bắt buộc Việt Nam chúng ta phải đi theo. Thưa quý vị, qua những cái phát biểu của Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện của Đại học Y Hà Nội, theo giới phân tích, để người ta nhìn thấy một cái thời rất ngây ngô của một người được mệnh danh là người hùng không ngủ. Đó chính là Phó Thủ tướng ông Vũ Đức Đam. Thưa quý vị, KTV hoàn toàn không xuất phát từ những cái chủ trương đà phá hay cáo buộc những cái tội trạng trong Vũ Đức Đam. Nhưng rõ ràng, thưa quý vị, ông Vũ Đức Đam là một cái người được Tây học, là một cái người có một cái bề dày kinh nghiệm trong hoạt động chính trị. Nhưng rõ ràng đại dịch Covid-19, người ta đã cho thấy Vũ Đức Đam là một cái người máy móc rập khuôn. Và đặc biệt ông Vũ Đức Đam trong cái giai đoạn gần đây, sau đại hội 13, khi mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không lọt vào cái danh sách Bộ Chính trị thì người ta thấy bản thân Vũ Đức Đam có những cái biểu hiện cho thấy đã biết chiều lòng những cái người khác, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do tại sao cho đến những ngày gần đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn níu kéo và duy trì một cái cách chống dịch theo lối của Trung Quốc. Như quý vị đã biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một người từng là trưởng ban phòng chống đại dịch Covid-19 quốc gia, có một cái mệnh danh là người hùng không ngủ bởi cái thành tích kiên trì chiến lược chống Covid-19 mà ông Vũ Đức Đam và ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong 1 năm rưỡi đầu tiên. Như quý vị đã biết, truyền thông nhà nước đã không tiếc lời ca tụng ông Vũ Đức Đam và người ta mệnh danh cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Một người đứng đầu cơ quan phòng chống đại dịch Covid-19 là một người hùng không ngủ. Thậm chí Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong một cái kỳ họp Quốc hội bắt đầu vào khai mạc đã nêu gương và ca ngợi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mà theo Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Kim Ngân lúc đó cho rằng anh Đam đã quá vất vả. Thậm chí bà Nguyễn Thị Kim Ngân còn nói những cái lời rất cảm động. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân mong Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo chống dịch một cách có hiệu quả, nhưng cũng phải tranh thủ ngủ một chút đi anh. Thưa quý vị, cái phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là một cái phát biểu rất ấn tượng ca ngợi ông Vũ Đức Đam. Thậm chí trong một cái bài báo viết về cái vấn đề vừa kể, người ta đã tụng ca Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trong đó có một cái câu đáng nhớ, đó là khi dân đã coi một ai đó là người hùng thì không bao giờ sai. Tuy nhiên thưa quý vị, những người dân Sài Gòn người ta nói đúng là một cái điều kết luận như vậy, bởi trên thực tế người Sài Gòn chưa bao giờ nghĩ rằng ông Vũ Đức Đam là một người hùng. Đặc biệt các cái lãnh đạo Sài Gòn thì người ta lắc đầu, người ta chê Vũ Đức Đam là một cái người chống dịch rất bảo thủ. Thưa quý vị, theo một cái nhật ký của một phóng viên chuyên đi theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét về cái cách chỉ đạo chống dịch của ông Vũ Đức Đam mà chúng tôi trình bày để quý vị hiểu rõ tại sao người Sài Gòn không coi Vũ Đức Đam là một cái người hùng trong cái công cuộc chống dịch, đặc biệt là trong cái đợt tái bùng phát lần thứ tư. Theo nhật ký viết rằng, tôi không hiểu tại sao các đồng chí triển khai thế nào, vậy mà vẫn đổ xe rầm rầm. Theo ông Vũ Đức Đam cho biết, khi tôi đi Củ Chi hay xuống quận 8 cũng vậy. Theo ông Vũ Đức Đam, tôi đã tới kiểm tra một số khu thu dung. Những người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng F0 và điểm phong tỏa tại huyện Củ Chi. Lập tức tôi đã phải tới Sở Giao thông Vận tải thành phố để hỏi tại sao lưu lượng xe trong những ngày đầu thực hiện chỉ thị 16, lưu lượng giao thông ở thành phố chỉ giảm xuống mức 84%, mà trước đó nó chỉ ở mức 70%. Thậm chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Dương Anh Đức cho là thành phố Hồ Chí Minh giãn cách như vậy vẫn để ở cái mức lưu thông của 70% phương tiện như hiện nay thì các anh làm sao mà chống dịch. Thưa quý vị, bất chấp Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Dương Anh Đức giải thích rằng phần lớn những người lưu thông ở trên đường đó là lực lượng shipper, họ đáp ứng các nhu cầu đặt hàng online của người dân. Song Vũ Đức Đam khẳng định ông đã chụp ảnh đã cho thấy rất nhiều không phải là những shipper như giải thích của ông Dương Anh Đức, mà đó là những người ta mặc bộ đồ thể thao và có biểu hiện người ta đi chơi. Và đó là lý do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định tôi nghĩ chúng ta không thể tự bào chữa với nhau, bởi vì các anh, tức lãnh đạo thành phố, nếu các anh làm như vậy thì các anh không chống được dịch. Chưa hết, ông Vũ Đức Đam còn nói yêu cầu các anh phải thực hiện chỉ thị 16, giữ khoảng cách người với người, nhà với nhà. Đặc biệt các cái vùng dịch, ổ dịch, khu phong tỏa hay vùng an toàn thì các anh phải làm thật nghiêm, các anh phải niêm phong, thậm chí các anh phải rào dây thép gai. Như vậy các anh mới chặn được cái chuỗi lây nhiễm. Đó, thưa quý vị, đó là nhật ký của phóng viên đi sát với ông Vũ Đức Đam trong cái giai đoạn chống dịch, ở những cái ngày đỉnh điểm như vậy. Và thưa quý vị, vẫn theo phóng viên đó cho hay, sau cái ngày định mệnh 24 tháng 7 đó, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau một tháng ra lệnh lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cần phải quyết liệt hơn trong cái việc thực hiện nguyên tắc ai ở đâu phải ở yên đó. Và thưa quý vị, đó là nguồn cơn tại sao tới 0 giờ ngày 23 tháng 8 thì bắt đầu lực lượng quân đội vào để thực hiện một cái tình trạng phong tỏa khẩn cấp. Và kết quả là gì thì quý vị đã thấy. Kết quả là số tử vong vì Covid-19 tại các cái bệnh viện dã chiến tăng vọt, các cái bệnh viện đồng loạt quá tải trong cái việc điều trị, bởi vì một cái chính sách của Vũ Đức Đam theo chỉ thị ai ở đâu phải ở yên đó đã khiến cho đời sống người dân thì kiệt quệ, phong tỏa bằng các cái hàng rào dây thép gai, các cái đồ cốt dựng khắp nơi. Nó khó khăn cho những cái người khó khăn nhất, bệnh tình, lâm trọng bệnh nhưng không tìm đường tới được bệnh viện. Trong khi các cái cơ sở y tế tư nhân cũng vậy. Thưa quý vị, dưới cái mệnh lệnh ai ở đâu ở yên đó của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì một cái tình trạng xảy ra là các cơ sở y tế tư nhân buộc phải đóng cửa. Rồi lập tức sau chỉ thị của Vũ Đức Đam, lực lượng shipper không được phép ra đường, không được hoạt động. Rồi sau đó người ta đưa quân đội công an tràn ngập đường phố Sài Gòn, và người ta thấy người hùng không ngủ lại xuất hiện khắp nơi để đốc thúc ai ở đâu phải bắt buộc ở yên đó, bất chấp hàng loạt các cái hệ lụy đang xảy ra hàng ngày, bất chấp những cái khuyến cáo hay đề nghị của giới chuyên môn. Trong cái việc cần phải thay đổi ngay chính sách cực đoan trong một cái chủ trương của Trung Quốc, đó là Zero Covid. Và đó là lý do tại sao trước các cái kiến nghị mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố, người ta đã đẩy ông Vũ Đức Đam xuống vị trí Phó trưởng ban phòng chống dịch Covid-19. Và người ta nói rất may, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay thế Vũ Đức Đam, bởi vì để Vũ Đức Đam tiếp tục ở cái ghế trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 thì không biết cho tới nay những điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn nó sẽ tồi tệ hơn cái con số tử vong ở mức 21.000 ca. Trong khi đó, thưa quý vị, ai ai cũng biết, kể từ hạ tuần tháng 6 năm 2021, một người đứng đầu cơ quan kiểm soát bệnh dịch ở Sài Gòn, đó là bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, đã nhiều lần đề nghị với ông Vũ Đức Đam. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh cần phải tính đến một cái phương án mà theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, đó là sống chung với lũ. Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, thành phố cần phải bảo vệ những cái nhóm nguy cơ, những người có bệnh nền, như ở trong các cái cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi. Những cái người này, theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng đề nghị ông Vũ Đức Đam cần phải tập trung tiêm chích vaccine phòng Covid-19 cho họ. Còn những nhóm khác thì hãy hết sức bình thường và bình tĩnh, cứ coi họ chỉ là mắc cúm bình thường mà thôi. Tuy nhiên, thưa quý vị được biết, những cái khuyến cáo sống chung với lũ của bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, ông Vũ Đức Đam cho rằng nó đi ngược với chủ trương Zero Covid. Đó là lý do ông Vũ Đức Đam đã báo cáo Bộ Chính trị yêu cầu đối với ông Nguyễn Văn Nên phải thay thế đối với ông Nguyễn Trí Dũng, người đứng đầu cơ quan phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Và lập tức ngay sau đó, ông Nguyễn Trí Dũng đã phải nhận lệnh biệt phái và rời khỏi trung tâm kiểm soát bệnh dịch của thành phố. Và thưa quý vị, nó có một cái điều người ta nói là cực kỳ trớ trêu. Đó là cuối tháng 9 đầu tháng 10, ông Phạm Minh Chính trong cương vị Thủ tướng Chính phủ đã thừa nhận những cái đánh giá và một cái chủ trương sống chung với lũ của bác sĩ Nguyễn Trí Dũng là hoàn toàn đúng. Và bắt đầu từ đầu tháng 10, thành phố Sài Gòn bắt đầu mở cửa, kiên quyết thực hiện những cái điều mà thế giới văn minh đang thực hiện hiện nay, đó là sống chung với đại dịch Covid-19. Và người ta cảm thấy một cái nhận định có tầm chiến lược hết sức quan trọng, giá như ông Vũ Đức Đam lắng nghe ông Nguyễn Trí Dũng lúc đó thì không xảy ra những cái tình trạng tử vong lớn gần như hàng đầu thế giới hiện nay. Thưa quý vị, đó là lý do tại sao trong một cái bài phát biểu mới đây, khi bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong một cái bài phát biểu trong cái lễ khai giảng của trường Đại học Fulbright, mà theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, bây giờ chúng ta phải trả những cái bài học xương máu quá, bởi vì ban lãnh đạo quá tự tin và duy ý chí. Đồng thời, giáo sư Nguyễn Lân Hiếu cho rằng đối với chúng ta bây giờ phải tạo ra một cái thói quen, đó là không ngừng tranh luận, đừng sợ thất bại, đừng ngại những cái lời phê bình. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kể lại, thú thật tôi rất bất ngờ khi được lãnh đạo trường đại học danh giá Fulbright mời tôi phát biểu trong ngày khai giảng năm học mới của trường đại học này. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tôi biết chắc chắn lý do được mời vì tôi là một cái bác sĩ tham gia chống dịch. Do đó, trong bài phát biểu của tôi mừng cái lễ khai giảng của trường đại học Fulbright, tôi cũng bắt đầu bằng đại dịch Covid-19 đang bủa vây chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi có ý giới thiệu cái bài phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, để quý vị thấy rằng lãnh đạo Việt Nam nói chung, hay kể cả những quý vị khán thính giả của KTV cũng vậy, quý vị hãy thay đổi một cái tư duy, tạo ra một cái tư duy mới mà chúng tôi rất tâm đắc theo phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đó là chúng ta không ngừng tranh luận. Và chúng ta đừng sợ thất bại, đừng ngại những cái lời chỉ trích, phê bình. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị, một cái chủ trương thay đổi Việt Nam, dẫu nó là một cái gọi là trong cái danh từ cách mạng cũng vậy, thì một cái điều quan trọng là chúng ta phải đưa những cái tầng lớp ở bên dưới lên ngang bằng với cái tầng lớp tri thức. Chứ không phải như những người cộng sản đã thực hiện trước đây, đó là họ lôi tầng lớp tri thức xuống ngang bằng với tầng lớp cấp dưới mà người ta gọi là giai cấp vô sản. Đó là một cái điều cực kỳ nguy hiểm. Và đó là hệ quả tại sao đất nước Việt Nam hiện nay tàn hoang, đổ vỡ như hiện nay. Bởi một cái lý do đơn giản, người ta kéo những cái người gọi là ở tầng lớp trên xuống ở cùng với những kẻ cùng khổ. Mà như quý vị đã biết, trong cái giai đoạn 1930, tức là sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, có một cái chính sách đó là người ta đưa các cái đảng viên, đó là các cái trí thức hay các cái con cái của các gia đình quan lại đi thực hiện một điều gọi là vô sản hóa, biến các cái trí thức trở thành một cái giai cấp vô sản. Đó là một chính sách cực kỳ nguy hiểm và phản động. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều đó bởi vì hiện nay một số tổ chức chính trị trước đây cũng vậy, người ta tiến hành những cái cuộc cách mạng mà lùi ra những cái ông lãnh đạo, xin lỗi quý vị, đó là những cái kẻ chân đất mắt toét, thì làm sao có sức thuyết phục đối với giới tri thức. Trở lại toàn văn cái bài phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trong một cái lễ khai giảng của trường Đại học Fulbright. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Việt Nam chúng ta đã trải qua 3 đợt dịch bùng phát nặng nề. Tôi, tức bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cùng với các đồng đội của tôi, đã được vinh dự đóng góp sức lực ở các cái địa phương, đó là Huế, Phú Yên, Kiên Giang, Hà Tĩnh và mới nhất là Bình Dương. Theo đó, các cái giai đoạn và phương án diễn biến hết sức phức tạp, khác nhau, từ chiến thuật Zero Covid đến sống an toàn, cùng với sự hiện diện của virus đâu đó quanh chúng ta. Tuy nhiên, một cái điều nổi trội lên tất cả đó là muốn thành công thì chúng ta không còn một con đường nào khác, đó là phải tuân theo một cái sự hướng dẫn của giới khoa học. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, chúng ta, tức đất nước Việt Nam, đã phải trả những cái bài học sương máu bởi vì các cái lãnh đạo quá tự tin, duy ý chí khi chữa được những cái ca bệnh khó. Ví dụ như bệnh nhân số 91, mà lãnh đạo Việt Nam họ quên mất rằng chống dịch là một hệ thống, nó không chỉ có chuyên khoa hồi sức cấp cứu với những cái thiết bị như máy thở, máy lọc máu hay ECMO. Bởi vì các cái nghiên cứu được các nhà khoa học thu thập đã cho thấy việc tiêm chủng là chìa khóa của thành công. Y học dự phòng với một hệ thống y tế quận, huyện, xã, phường phải được coi trọng, phải coi đó là một cái thành trì quan trọng nhất trong việc đẩy lùi dịch bệnh. Trong khi các bệnh viện tỉnh, thành phố thì cần phải coi đó là cái thành lũy cuối cùng để có thể chặn đứng những cái đợt sóng trào qua hệ thống cơ sở y tế đã quá tải. Tuy nhiên, cần phải một cái điều quan trọng là phải nhất quán từ ngày đầu. Mọi hành động của chúng tôi khi đó đều tuân theo khoa học. Những cái bằng chứng khách quan được y giới chỉ ra và được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, chúng tôi tập trung hạn chế việc bùng phát dịch ở những cái địa phương mà chúng tôi phụ trách, chính là nhờ do những cái lý do tưởng chừng rất tường minh, nhưng nhiều khi bị coi thường lại bị đặt xuống hàng thứ hai, hàng thứ ba. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đại dịch có quá nhiều thứ xấu mà ai cũng nói đến, nhưng theo tôi, nó như một cái cơn mưa rào hốt sạch cái lớp sơn son thiếp vàng của nhiều bộ phận trong xã hội ngày nay. Và chắc chắn với cái cách làm cũ, cách tư duy cũ, nó sẽ dần dần bị loại bỏ để thay thế bằng một cái lớp trí thức trẻ. Họ là những cái lãnh đạo trong tương lai năng động mà không ít bạn đang dự buổi khai giảng hôm nay sẽ là trung tâm trong xã hội của ngày mai. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, có một vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương nơi chúng tôi công tác đã khẳng định hướng đi mới, không còn chỉ là ở các cái khu công nghiệp, đồng thời còn kêu gọi nguồn vốn FDI của các nhà đầu tư nước ngoài, mà nó sẽ là các trường đại học, các bệnh viện chất lượng cao, các khu khởi nghiệp. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới tạo ra một cái sự phát triển bền vững, Những cái cơn sóng dữ mới không dễ dàng đảo lộn cuộc sống của người Việt Nam được. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tôi vào một cái trang Facebook của trường Đại học Fulbright. Tôi rất thú vị và đọc các cái comment. Tôi thấy sinh viên ở trường này, người ta tranh luận rất thẳng thắn và khoa học. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, tôi nghĩ rằng đó là tư tưởng của một cái trường đại học theo mô hình giáo dục khai phóng, độc lập và hoạt động không vì lợi nhuận. Điều đó đã mang lại cho những sinh viên tuyệt vời như ngày hôm nay. Đó là cái mô hình gắn kết những người từ các cái lĩnh vực đa dạng để người ta có thể chia sẻ các cái ý tưởng, phát triển và nhân rộng các cái sáng kiến nổi bật. Đồng thời nó vận dụng kinh nghiệm và bài học từ mỗi lĩnh vực cụ thể, từng cái chuyên môn và công tác giảng dạy và học tập là cách của chúng tôi đang cố gắng áp dụng trong đào tạo cho nhân viên y tế. Chưa hết, thưa quý vị, theo giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, nói với sinh viên trường Đại học Fulbright, các bạn có biết không, trong lĩnh vực y khoa, những cái sáng kiến do người Việt Nam sống và làm việc trong nước nghĩ ra đã được thế giới công nhận có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bởi vì một cái hệ thống giáo dục cũ đã tạo ra rất nhiều các cái bàn tay vàng, nghĩa là những cái bác sĩ mổ giỏi, mổ nhiều, những cái phát minh chế tạo phương tiện hay dụng cụ thuốc men gần như không khả thi trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân do cái thiếu sự liên kết giữa các cái ngành nghề. Lãnh đạo nhà nước không chú trọng đến các cái phòng thí nghiệm. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ở Việt Nam hiện nay, thậm chí còn chưa có một cái animal lab nào cho đúng nghĩa cho y học và một cái cơ chế khuyến khích cho các cái tài năng, các cái ý tưởng trở thành hiện thực là những cái rào cản lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu thấy rằng sau đại dịch Covid-19, tôi tin rằng những cái cơ hội đang được mở ra cho tất cả các bạn bè và tri thức đang được trang bị đầy đủ từ những cái mái trường như Đại học Fulbright. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, chúng ta hãy không ngừng tranh luận, chúng ta đừng sợ thất bại, chúng ta đừng ngại những cái lời phê bình. Bởi vì tất cả những cái điều thảo luận, phản biện nó có giá trị cho tất cả mọi người. Đây là những cái hành trang vô giá để dẫn chúng ta tới thành công. Kết thúc bài phát biểu, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, cũng như bất kỳ một cái bài phát biểu mở đầu năm học mới, tôi xin chúc các cái bạn sinh viên, các thầy, cô giáo, ban lãnh đạo nhà trường mọi điều tốt lành nhất. Sức khỏe đương nhiên là những điều ai cũng mong chúc, nhưng chắc chắn không có bệnh tật nào sẽ chạm đến các thành viên của Đại học Fulbright Việt Nam trong năm nay. Vì nó rất đơn giản, người phát biểu khai giảng hôm nay, tôi là một bác sĩ. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thưa quý vị, phát biểu của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một người nổi tiếng, là giám đốc của trường đại học, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Rõ ràng, khi suy nghĩ của trí thức nó sâu sắc như cái điều mà giáo sư Nguyễn Lân Hiếu cổ vũ trong cái việc không ngừng tranh luận. Và tất cả mọi người chúng ta hãy đừng sợ thất bại, đừng ngại những cái lời phê bình. Bởi vì tất cả đều có giá trị cho mỗi chúng ta. Thậm chí bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu còn coi đó là những cái hành trang vô giá để mọi người có thể tới được thành công. Thưa quý vị, sau khi đọc cái bài viết vừa kể, tôi đã có suy nghĩ, tôi nghĩ giá như lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt cái ông Nguyễn Phú Trọng, mà ông hiểu được những cái điều như bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu phát biểu, mà ông ấy áp dụng, ông ấy hiểu được trong tư duy của ông, thì quả là một cái hồng phúc cho dân tộc này. Nhưng thưa quý vị, với cái trình độ rốt nát của Nguyễn Phú Trọng thì làm sao có thể hiểu được những cái giá trị của phản biện xã hội. Thực ra trong những ngày mới đây, Nguyễn Phú Trọng có đề cập tới cái vấn đề kêu gọi mọi người hãy lên tiếng, góp ý với đảng, góp ý với chính quyền, góp ý với chính phủ, góp ý với quốc hội. Nhưng thực ra đó là một cái kiểu ăn theo trào lưu. Chứ Nguyễn Phú Trọng không hiểu rõ cái tác dụng thực sự của phản biện xã hội là gì. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề liên quan tới cái việc phân biệt vùng miền hiện nay. Đó là điều người miền Nam hay là người dân Sài Gòn người ta nói. Mấy ông miền Bắc chơi rất kỳ. Trong một cái bản tin mới nhất của báo Người Việt cho hay, chính quyền Việt Nam trong đại dịch Covid-19 đã chi ra một cái ngân khoản chống dịch tới 1,3 tỷ đô la Mỹ. Vậy mà người ta chi cho Sài Gòn là một cái thành phố có 10 triệu dân một cái điểm bùng phát dịch lớn chưa từng thấy, chỉ 1/10. Theo báo Người Việt cho hay, trong một cái phúc trình của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 công bố ngày 17 tháng 10 cho hay, chính quyền Việt Nam đã chi ra một cái chi phí 30.500 tỷ đồng, tức tương đương với 1,3 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho công tác chống dịch. Nhưng một cái điều người ta ngạc nhiên đó là Sài Gòn chỉ nhận được 2.000 tỷ đồng, tương đương với 87,8 triệu đô la Mỹ. Và đó là lý do tại sao thành phố Hồ Chí Minh đã chịu những thiệt hại nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Và đó là một cái thành phố đầu tàu kinh tế, là nơi đóng góp tới 82% cho ngân sách nhà nước trên tổng thu. Vậy mà chỉ được phân bổ chi 1/15 chi phí chống dịch. Đó là lý do không chỉ dư luận miền Nam, đặc biệt người dân Sài Gòn, đã phẫn nộ đặt câu hỏi với chính quyền trung ương. Trong khi đó, các khoản chi đáng kể nhất từ ngân sách phục vụ cho cái việc chống dịch cho Bộ Y tế lên tới 21.200 tỷ đồng, tức là gấp 10 lần người ta chi cho thành phố, mà chi cho Bộ Y tế để làm gì? Để mua những cái test xét nghiệm, để làm những cái điều vô tích sự, trong khi thành phố cần thiết, kể cả cái việc hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân cũng không thực hiện. Ở đây chúng tôi phải nhắc lại, như quý vị đã biết, theo một cái báo cáo của thành phố đề nghị trung ương cấp cho thành phố Hồ Chí Minh 14.000 tấn gạo và 28.000 tỷ đồng để chi phí cho cái việc xử lý đại dịch Covid-19 trong 3 tháng vừa qua. Vậy mà thưa quý vị, người ta chi chỉ có 7.000 tấn gạo và 2.000 tỷ đồng. Và đó là lý do tại sao thành phố Hồ Chí Minh đã có số ca nhiễm trên dưới 500.000 và số tử vong là khoảng 18.000 người. Và cái tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm của thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 58 trong 223 quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, liên quan tới cái việc ngân sách nhà nước cấp cho thành phố chống dịch, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, vào trung tuần tháng 9, Chính phủ đề nghị trợ giúp trong số địa phương như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai. Theo đó, đây là các cái địa phương theo quy định hiện hành, họ phải tự lo hoàn toàn kinh phí thực hiện phòng chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng bệnh dịch quá lớn, nên ngân sách trung ương đã hỗ trợ cho thành phố mà thôi. Tuy nhiên, theo Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Sài Gòn, cho rằng con số 2.000 tỷ đồng mà trung ương cấp thêm cho Sài Gòn, nó làm con số mang tiếng là lớn, nhưng nếu so với cái nhu cầu phòng chống dịch của thành phố thì nó quá nhỏ bé. Trong khi vẫn theo Trần Hoàng Ngân, mỗi năm Sài Gòn đã nộp cho trung ương trên 300.000 tỷ đồng từ cái tiền thuế nộp cho ngân sách. Và thưa quý vị, cái điều đó làm cho không chỉ người dân bình thường ở Sài Gòn bất bình, mà thậm chí bà Vũ Kim Hạnh, tổng biên tập của báo Tuổi Trẻ, mới đây có một cái bài viết trên trang Facebook cá nhân với cái tiêu đề "Chuyện đầu nó có nhỏ". Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh, tôi nói nó không nhỏ bởi vì nó có thể khiến cho chúng ta hiểu lầm thành ra một cái chuyện lớn. Chuyện như vậy, chuyện trang thiết bị cho các cái bệnh viện hồi sức cấp cứu được xây dựng cấp tốc để cứu chữa cho dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh, khi xây dựng lên, nó được lấy tên Việt Đức Bạch Mai để nêu rõ tình nghĩa tri viện của Hà Nội đối với thành phố, đồng thời cũng để dễ phân biệt cũng như bày tỏ tình thân thương, sự tin cậy với đội ngũ giỏi nghề từ miền Bắc. Đến nay, đội ngũ nhân lực của miền Bắc rút khỏi thành phố, trở lại miền Bắc, bởi vì thành phố hôm nay đã tạm ổn. Nói tạm ổn vì dịch vẫn còn, mỗi ngày cũng nhiễm trên dưới 1.000 ca và con số tử vong khoảng 100. Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh cho hay, tuần vừa qua tôi nghe một anh bạn Mạnh Thường Quân, đó là người rất nhiệt tình tự gom góp tiền, thậm chí còn đi vận động bạn bè nước ngoài để mua các trang thiết bị cho các bệnh viện dã chiến. Vậy mà khi lực lượng bác sĩ miền Bắc rút đi, các cái bệnh viện đi nhận bàn giao, thì người ta chẳng thấy cái trang thiết bị y tế nó ở đâu. Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh, đó là một điều tôi rất lo, câu chuyện tệ nạn này nó từng xảy ra, vì nó có thể hủy hoại một cái tình cảm chân quý và tin cậy của người Sài Gòn luôn luôn dành cho các cái bác sĩ và nhân viên y tế, những người đã chi viện cho Sài Gòn. Trong khi ý nguyện của cái vị mạnh thường quân kia nói rằng tiền bạc người ta bỏ ra để giúp cho người bệnh của Sài Gòn khi điểm cao chống dịch, mà nhớ sắp tới có một cái đợt bùng phát nữa, sau đó vài tháng, thì những cái bệnh viện của thành phố cần trang thiết bị mới. Đó là những cái trang thiết bị của mạnh thường quân mua sắm trang bị cho bệnh viện Sài Gòn. Vậy mà toàn bộ các cái trang thiết bị được người ta mang về Hà Nội, trong lúc các cái bệnh viện ở thủ đô Hà Nội luôn luôn được ưu tiên trang bị đầy đủ ở cái mức độ tốt nhất, cũng với như bệnh viện Covid-19 ở Hà Nội ít hơn Sài Gòn rất nhiều. Ngoài ra, liệu mang về miền Bắc như vậy theo một cái cơ chế nào? Nó là cơ chế quà tặng, nhưng phải hỏi rằng ai đã tặng, mang đi cho ai hay tự mua sắm, bằng tiền của ai, và liệu nó có bị bốc hơi dọc đường hay không? Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh, đó là chưa kể tôi tin không bao giờ Bộ Y tế lại chỉ đạo thu gom tất cả các thiết bị y tế của các cái bệnh viện từ Sài Gòn mang ra miền Bắc. Bởi vì bệnh nhân Việt Nam ở đâu cũng là trách nhiệm cao nhất của Bộ Y tế, bệnh viện ở đâu không thuộc quyền quản lý cao nhất của Bộ Y tế. Làm gì có cái chuyện bệnh nhân ở miền Bắc được ưu tiên hơn và bệnh viện ở miền Bắc được ưu ái hơn từ Bộ Y tế. Theo nhà báo Vũ Kim Hạnh, điều đó cho thấy cần phải xử lý thật nghiêm và công bằng, bởi vì không thể coi những cái chuyện người ta thu hồi các cái thiết bị y tế của các cái bệnh viện Sài Gòn ra miền Bắc. Đây không phải là một câu chuyện nhỏ. Cụ thể, cái câu chuyện này sẽ rất dễ gây ra những cái điều hiểu lầm và làm cho kẻ xấu có thể lợi dụng cũng như xuyên tạc. Và nhà báo Vũ Kim Hạnh khẳng định đây là trách nhiệm của Sở Y tế thành phố. Vậy vai trò lãnh đạo của Sở Y tế thành phố ở đâu, trong lúc Sở Y tế thành phố biết rất rõ tình trạng thiếu trang thiết bị của các cái bệnh viện dã chiến của thành phố hiện nay? Tại sao Sở Y tế lại để người ta đưa đi các trang thiết bị đó? Thưa quý vị, theo chúng tôi, việc di chuyển những cái thiết bị ở các cái bệnh viện dã chiến không hiểu nó nguồn nào, nhưng rõ ràng cái việc di chuyển các cái thiết bị vừa kể đi theo các cái đoàn bác sĩ miền Bắc trở ra Bắc chắc chắn phải có một sự thống nhất hay một quyết định từ cấp Bộ Y tế hay sự thống nhất của Sở Y tế thành phố với các cái đoàn làm việc như vậy. Và thưa quý vị, những cái điều nhà báo Vũ Kim Hạnh kể ra để quý vị thấy có một cái tình trạng hiện nay rất nguy hiểm, đó là lãnh đạo miền Bắc đang kiểm soát quyền lực chính trị ở Việt Nam hiện nay, và người ta không quan tâm đến cuộc sống của 1/2 quốc gia. Đó là một nửa miền Nam Việt Nam dưới đường vĩ tuyến 17. Và thưa quý vị, những cái việc đầu tư rất lớn cho cơ sở hạ tầng ở miền Bắc, đặc biệt hệ thống đường xá, đường cao tốc vân vân, quá nhiều chằng chịt với một cái chất lượng rất cao, trong khi ở miền Nam hoàn toàn thiếu thốn, không được đầu tư một cách đầy đủ. Và đó là cái sự bất bình đẳng giữa vùng miền, tạo ra những cái suy nghĩ của người miền Nam cảm thấy họ bị bỏ rơi. Thậm chí người miền Nam nói họ trở thành những cái đứa con hoang của chế độ Hà Nội hiện nay. Thưa quý vị, bây giờ trở sang một cái câu chuyện liên quan tới cái chế độ Việt Nam hiện nay mà những người cộng sản luôn luôn hô hào rằng họ là một cái đất nước, một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Như thưa quý vị, trong cái câu chuyện liên quan tới thông tin kiều đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, cô bà Nguyễn Thị Mai Anh qua đời thọ ở tuổi 91, và một cái công trình gắn liền với tên tuổi của bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu, đó là một cái bệnh viện có tên là Vì Dân. Bệnh viện này đã được xây dựng và với mục tiêu chữa bệnh miễn phí cho người dân. Và một cái điều trớ trêu đó là bệnh viện đó sau ngày 30 tháng 4 1975 đã biến thành, được đổi tên từ bệnh viện Vì Dân trở thành một cái bệnh viện có tên là Thống Nhất. Nhưng một cái điều trớ trêu đó là bệnh viện Thống Nhất lại được sử dụng chữa bệnh cho các cái quan chức cộng sản Việt Nam ở khu vực phía Nam. Đó là lý do người ta đặt một câu hỏi: vậy cái chính quyền đó là chính quyền của ai? Tại sao lại sử dụng một cái bệnh viện Vì Dân để trở thành một cái bệnh viện vì quan như vậy. Thưa quý vị, trong cái câu chuyện dưới đây liên quan tới cái tin buồn, đó là cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, cụ Nguyễn Thị Mai Anh qua đời. Chúng tôi, những cái người ở miền Bắc, chúng tôi có rất ít các cái thông tin. Nhưng mà rõ ràng, đây là một câu chuyện lịch sử. Chúng tôi thấy cần phải giới thiệu cho những người miền Bắc, đặc biệt là giới trẻ hiện nay được hiểu rõ hơn. Bởi vì như quý vị đã biết, chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay chế độ Cộng sản miền Bắc thì nó là hai nhà nước, hai chế độ hoàn toàn khác nhau với những cái xu thế chính trị khác nhau. Và rõ ràng cuộc chiến Nam Bắc nó là một cái cuộc nội chiến tường tàn, bởi vì một cái điều người ta gọi là ý thức hệ. Mỗi nhà nước, mỗi quốc gia, đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa, người ta có các cái chủ trương, các cái chính sách hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên có một cái điều chung, đó là việc miền Bắc giải phóng miền Nam, đó là một cái mệnh lệnh mà bất kỳ một cái chính trị gia nào phải coi trọng và đặt lên hàng đầu. Đó là điều gọi là thống nhất quốc gia và lãnh thổ. Thưa quý vị, những người cộng sản miền Bắc người ta được lòng dân trong cái thời điểm đó, trong cuộc tranh Nam Bắc, bởi vì người ta đưa ra một cái chiêu bài gọi là ý chí thống nhất. Và thưa quý vị, một công dân của một đất nước tự do có độc lập thì phải đảm bảo ủng hộ một cái xu hướng thống nhất đất nước. Đó là một cái điều không thể chối bỏ. Còn những cái chuyện có những người suy nghĩ phân chia các cái quốc gia khác nhau, đó là những cái suy nghĩ chính trị hoàn toàn không lành mạnh, thậm chí không đúng. Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện liên quan tới việc qua đời của phu nhân cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu. Như quý vị đã biết, truyền thông hải ngoại đưa tin cho hay cụ bà Nguyễn Thị Mai Anh qua đời vào sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 10 tại nhà riêng ở Đông Bắc San Diego, Nam California, hưởng thọ 91 tuổi. Những cái thông tin vừa kể được ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Thông tin Dân vận và Triều Hồi của Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời là em họ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu xác nhận. Theo lời ông Hoàng Đức Nhã, cựu đệ nhất phu nhân Nguyễn Mai Anh, thường gọi là Madame Nguyễn Văn Thiệu, là một phụ nữ sinh năm 1930 tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Và bà Nguyễn Mai Anh qua đời tại nhà riêng của con trai lớn. Được biết, trong suốt những cái năm là đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, bà Nguyễn Mai Anh được cho là hoàn toàn không can dự vào chính trường Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, mà đi nhiều vào các hoạt động xã hội. Theo ông Hoàng Đức Nhã cho hay, bà Thiệu là một cái phụ nữ gương mẫu của miền Nam. Bà Thiệu lúc nào cũng kề cận và ủng hộ chồng, đồng thời nuôi các cái con cái trưởng thành, thành tài. Tuy nhiên cấm các con không được tham gia vào hoạt động chính trị. Vẫn theo Hoàng Đức Nhã, một cái điều đáng trân trọng nhất là bà Nguyễn Thị Mai Anh tham gia rất nhiều các cái công tác xã hội. Trong đó có một cái việc đáng nhớ để đời, đó là bà Thiệu chủ trương trong việc xây dựng một cái bệnh viện vì dân để phục vụ cho người dân tại Sài Gòn vào năm 1971. Đồng thời bà Thiệu đã chủ trương tổ chức một cái trường quốc gia nghĩa tử để nuôi nấng các con cái của các tử sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thưa quý vị, sơ bộ giới thiệu về bà Nguyễn Thị Mai Anh, đệ nhất phu nhân của Tổng thống ông Nguyễn Văn Thiệu. Bây giờ trở về một cái câu chuyện liên quan tới Bệnh viện Vì Dân. Và này nó được biến thành một cái bệnh viện có tên là Thống Nhất. Và người ta đặt một cái câu hỏi, vậy cái bệnh viện của bà Thiệu để lại, nó là cái bệnh viện bây giờ là vì ai? Như quý vị đã biết, sau năm 1975, Bệnh viện Vì Dân đã bị đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất với cái mục đích khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam ở khu vực phía Nam cũng như các cái tỉnh lân cận, đồng thời thực hiện một cái điều trong cái việc bảo vệ sức khỏe trung ương. Đó là lý do người Sài Gòn nói bệnh viện đó vì ai thì cứ dựa vào cái tên thì sẽ thấy. Bởi lẽ bệnh viện này có tên là vì Đảng hay vì trung ương. Nói thế cho nó rõ, để cho người Sài Gòn yên tâm khỏi bị ngộ nhận. Thưa quý vị, bình luận về cái câu chuyện bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ra qua đời, thì nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, nguyên cựu tổng biên tập của báo Phụ Nữ Thành Phố, có một cái bài viết nguyên một người vì dân vừa nằm xuống. Theo nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, trên mạng xã hội tràn ngập những lời tiễn đưa trang trọng đối với bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu, và một cái hình ảnh gắn với bà Nguyễn Thị Mai Anh như một cái di sản của riêng bà. Đó là Bệnh viện Vì Dân sau năm 1975, người ta đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất. Người Sài Gòn thì thường gọi là bệnh viện tức nhà thương, nơi mà người dân bị bệnh tới khám chữa bệnh, chăm sóc mà không phải bỏ tiền. Và cái Bệnh viện Vì Dân được nhà nước chăm lo cho đầy đủ. Tới năm 1972, Bệnh viện Vì Dân ra đời là để chăm sóc chữa bệnh miễn phí cho người dân. Theo nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, bây giờ cứ thử lật lại mấy cái tờ báo đưa tin nhân kỷ niệm 40 năm, tức năm 2015 và 45 năm năm 2020. Đó là ngày truyền thống của Bệnh viện Thống Nhất. Vậy mà không có một dòng nhắc lại công sức của bà Nguyễn Thị Mai Anh. Và trong nghị quyết số 07 quyết định 75 về việc tổ chức bệnh viện để điều trị cho cán bộ cao cấp trung cấp của quân dân chính đảng, trong đó nêu rõ lấy Bệnh viện Vì Dân làm bệnh viện của Trung ương để điều trị cho các cán bộ cấp cao trung cấp quân sự dân chính đảng. Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, Viện trưởng Viện Quân y K71, Chủ tịch của Hội đồng Bảo vệ Sức khỏe của Trung ương Cục làm Viện trưởng. Thưa quý vị, ở đây phải nói bác sĩ Nguyễn Thiện Thành tức cha đẻ của ông Nguyễn Thiện Nhân. Theo đó, trong một bài phát biểu kỷ niệm 45 năm Bệnh viện Thống Nhất, ông Nguyễn Thiện Thành nói những người xứng đáng được đón nhận niềm vui hôm nay còn là những cán bộ viên chức của Bệnh viện K71, một cái đơn vị tiền thân của Bệnh viện Thống Nhất. Tuy nhiên, theo nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, một cái việc tiếp quản con người nó là một cái vấn đề mấu chốt, nhưng tiếp nhận một cái cơ sở vật chất còn nguyên vẹn, đó là Bệnh viện Vì Dân, lẫn mục tiêu của một nhà thương vì dân, thì tại sao không thêm một dòng để thể hiện các cái nghĩa cử đối với công trình Bệnh viện Vì Dân, nó sẽ cảm thấy trọn vẹn hơn. Trở lại câu chuyện của bà Mai Anh, phải nhắc đến bà Phạm Thị Hằng, tục danh là Nghi Thiên Trường Hoàng hậu, Thái hậu, là Thái Hoàng Thái hậu Từ Dụ, một người cùng quê. Tên bà được gắn với cái nhà thơ Từ Dũ bởi cái phẩm chất thương dân và vì dân. Theo đó, những cái năm sau khi kinh đô Huế thất thủ, thực dân Pháp khi đó siết chặt ách cai trị, áp đặt siêu cao thuế nặng, thì Thái Hoàng Thái hậu Từ Dũ lúc đó đã ngoài 80 đã đích thân sang tòa khâm sứ của Pháp đề nghị giảm tô thuế cho dân ăn nằm. Theo nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, những ai thương dân, họ làm được việc gì dẫu nhỏ mà có lợi cho dân thì luôn luôn được dân ghi ơn và tưởng nhớ. Xây trường hay mở nhà thương hay cần cù dạy học như cô giáo Đoàn Thị Dầu, phu nhân của Chủ tịch nước ông Tôn Đức Thắng, làm người Tiền Giang thì dân bây giờ vẫn thương vẫn nhớ. Cái đẹp của nhan sắc hay một dấu chuyện của định mệnh bậc mẫu nghi cốt là tấm lòng vì dân ấy mà mất tiệp từ cốt cách mẫn cán trong việc làm những điều có ích cho dân là trên hết, như một cái chàng rể của đất Gò Công Tiền Giang, đồng thời là một vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, đó là cựu hoàng Bảo Đại, trong một cái cuộc phỏng vấn đối đài truyền hình Pháp vào đầu năm 1990. Trả lời một cái câu hỏi của phóng viên đài truyền hình Pháp, rồi một ngày kia khi vua Bảo Đại không còn, ông Vĩnh Thụy không còn nữa, ở Việt Nam còn có những người tưởng nhớ đến công đức của ngài hay không? Thì cựu hoàng Bảo Đại đã trả lời rằng không phải tôi là người nói đến việc này, xin hãy để cho nhân dân tôi phán xét, xin để cho lịch sử phán xét tôi. Theo nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, một cái chi tiết mà cựu hoàng Bảo Đại tiết lộ trong một cái cuộc phỏng vấn vừa kể, đó là ngày gì ông Hồ Chí Minh mời cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội. Theo cựu hoàng Bảo Đại cho biết, cụ tức ông Hồ Chí Minh đã cấm những người xung quanh cụ gọi tôi bằng đồng chí hay bằng cái tên gọi của giai cấp vô sản, mà bắt buộc những cái nhân vật cấp dưới của cụ Hồ phải luôn luôn gọi tôi là hoàng thượng. Theo nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ, ấy nó cũng là một cái cách hành sự với người trước của kẻ sau như vậy. Thưa quý vị, liên quan tới đệ nhất phu nhân bà Nguyễn Thị Mai Anh và Bệnh viện Vì Dân, nhà báo Cù Mạnh Công của báo Tuổi Trẻ trong một cái bài viết chuyện một phu nhân tổng thống từng là ông ta vừa ra đi vào bệnh viện bà Thiệu. Theo tác giả Cù Mạnh Công cho hay, bà Nguyễn Thị Mai Anh, đệ nhất phu nhân của nền đệ nhị Cộng hòa Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ông Nguyễn Văn Thiệu, qua đời đúng 20 năm sau khi ông Thiệu từ trần. Bà Mai Anh là dân Mỹ Tho, Tiền Giang, một cái vùng đất ít nhất có hai hoàng hậu, đó là hoàng hậu Từ Dũ và hoàng hậu Nam Phương, cùng người ở Gò Công. Đồng thời đó cũng là quê hương của vợ ông cựu chủ tịch nước Tôn Đức Thắng là bà Đoàn Thị Dầu, người Châu Thành, cũng là dân Tiền Giang. Theo nhà báo Cù Mạnh Công, vợ chồng ông Thiệu trước đó cũng từng là dân vùng ven ông ta trước năm 1963, khi ông Thiệu ở cấp tá. Nhà ông bà Thiệu ở trong cư xá sĩ quan Trần Hưng Đạo, ở gần đầu đường Thoại Ngọc Hầu, nay là Phạm Văn Hai. Đây là một khu cư xá sĩ quan đặc biệt dành cho cấp tướng tá. Họ đi bằng một lối cổng riêng đối diện với đường Trương Quốc Dung, nay là cổng vào khu tiêm chủng VNVC. Được biết cái khu cư xá mini này có hai khu nhỏ sát hàng rào song song, Võ Tánh, nay là Hoàng Văn Thụ, đó là khu cấp tá, bây giờ là mấy khu khai thác các cái dịch vụ. Sâu một chút nữa, xéo một chút, đối diện với khu cấp tá, bên ngoài là khu dành cho cấp tướng. Theo nhà báo Cù Mạnh Công, hồi Mậu Thân 1968, lực lượng biệt động thành từ đường Trương Quốc Dung tấn công vào Bộ Tổng Tham mưu đi theo cái cổng vô cư xá này, nhưng đã bị chặn đánh từ vòng ngoài. Khu cư xá dành cho tướng chỉ có vài chục căn, xây dựng từ thời Pháp, nó không rộng lớn như cư xá sĩ quan Chí Hòa, nay gọi là cư xá Bắc Hải. Có một số tướng tá nổi tiếng ở đây trước năm 1963, trong đó có ông Trần Thiện Khiêm. Khi đó nhà đại tá Thiệu ở gần nhà tướng Khiêm, hai người này rất thân nhau, và cho đến khi hai người cùng bay chung một chuyến bay rời Sài Gòn sang Đài Bắc vào đêm 25-26 tháng 4 năm 1975. Khi đó ông Trần Thiện Khiêm là Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa. Hai ông chồng thân nhau thì hai bà vợ cũng cặp kè nhau. Theo nhà báo Cù Mạnh Công, khi ở cái khu vực ngoại ô ông ta, hai bà phu nhân này thường ngồi chung xích lô đi chợ ông ta ngang qua nhà tôi. Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa, cũng như hạ sát Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, sau đó một số tướng tá không còn ở cái khu này nữa mà di tản mỗi người mỗi nơi. Gia đình của tướng Khiêm đã mua một khu đất ở gần nhà thờ Ba Chuông, xây một loạt mấy căn nhà lầu liền nhau. Theo tác giả, vợ ông Khiêm tên là Đinh Thùy Yến, chị ruột là Đinh Thùy Thanh cũng ở đó. Sau năm 1975 là trụ sở của công an huyện quận Phú Nhuận hiện nay, hiện là một cao ốc, có lẽ tiện cho việc làm giám thị trường trung học, tiểu học Tân Sơn Hòa trước năm 1975, nay là trường Ngô Sĩ Liên Tân Bình. Tới năm 1971-1972, hai bà Thiệu và Khiêm lại tiếp tục nắm tay nhau xây dựng cùng một lúc hai công trình, đó là Bệnh viện Vì Dân, nay là Bệnh viện Thống Nhất ở ngã tư Bảy Hiền, và xây một cái dãy nhà 3 tầng trường Tân Sơn Hòa. Dãy nhà 3 tầng trường Ngô Sĩ Liên mới tháo dỡ vào tháng 9 năm 2020, còn Bệnh viện Vì Dân thì là một cái bệnh viện hiện đại dành cho cán bộ trung cao cấp làm nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe trung ương. Theo nhà báo Cù Mạnh Công, Bệnh viện Vì Dân xây hầu như cùng một lúc với trường Tân Bình, nay là trường Nguyễn Thượng Hiền. Khi tổ chức xây Bệnh viện Vì Dân thì bà Thiệu lúc đó là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phụng sự Xã hội, xây bằng những đồng tiền quyên góp mở hỗ trợ từ năm 1970, nên bà con khu vực ông ta gọi đó là bệnh viện của bà Thiệu. Xây xong Bệnh viện Vì Dân, danh nghĩa là bệnh viện công nhưng chữa bệnh miễn phí cho người dân, đặc biệt ưu tiên cho học sinh quốc gia nghĩa tử. Họ sẽ được đào tạo trở thành y tá viên điều dưỡng, tùy theo học sinh có bằng tú tài hay chưa, và sau đó sẽ về làm việc ở Bệnh viện Vì Dân. Thưa quý vị, trong bài viết của nhà báo Cù Mạnh Công có dẫn một cái chi tiết, đó là trong cuốn Một cái chết tháng 11 năm 1963. Theo đó, theo tác giả Ellen Choi, có viết rằng năm 1971, khi chính phủ ông Nguyễn Văn Thiệu lần đầu tiên chấp thuận cho các cái lễ tưởng niệm công khai cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nhân dịp ngày kỷ niệm 8 năm ngày mất của ông vào năm 1971. Được biết đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh được người ta nhìn thấy đã khóc trong một cái buổi lễ cầu nguyện cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ở nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Thưa quý vị, nói về đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh, dư luận đánh giá bà là một người phụ nữ Việt Nam đẹp cả hình thức lẫn tầm vóc, lẫn lòng từ thiện, được người dân miền Nam, đặc biệt là người dân Sài Gòn đến nay vẫn biết ơn và ghi nhớ. Lúc còn sống, còn ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Mai Anh đã thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của những cái người nghèo. Mỗi lần bà đi thăm khám tại nhà thương, bà hiểu rằng cái nỗi lo tiền bạc của người nghèo trong vấn đề chữa bệnh. Là một người phụ nữ với uy tín, bà Thiệu đã chọn một cái khu đất riêng năm 1954, là một đồn phòng thủ ở góc ngã tư Bảy Hiền, tức Cách Mạng Tháng 8 và Lý Thường Kiệt hiện nay. Khu đất đó rộng 3 mẫu, được dọn dẹp để xây dựng một cái bệnh viện cho dân nghèo, mà sau này đặt tên là Bệnh viện Vì Dân. Được biết, bà Nguyễn Thị Mai Anh nghĩ, nói và làm. Tới năm 1970, trong nhiều buổi gây quỹ như hội chợ đồng tâm, được phát động kêu gọi các cái thần hảo nhân sĩ, các thương gia, các kỹ nghệ gia, cũng như các cái tổ chức từ thiện trong và ngoài nước, kể cả các cơ quan quốc tế đã chung tay quyên góp. Và cái việc quyên góp diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng. Và lập tức ngày 17 tháng 8 năm 1970, lễ đặt viên đá đầu tiên cho Bệnh viện Vì Dân đã được cử hành. Và chỉ hơn một năm sau, ngày 4 tháng 9 năm 1971, bệnh viện này đã được khánh thành và là một cái bệnh viện có 400 giường gồm các khu điều trị, ngoại trần, thí nghiệm và quang tuyến X-quang. Theo đó, Bệnh viện Vì Dân là một cái bệnh viện tư nhưng được điều hành như một bệnh viện công, nghĩa là không thu phí, không thu tiền khám chữa bệnh cho người dân, không thu tiền các cái loại thuốc thông dụng đã có sẵn trong bệnh viện này. Và các nguồn cung cấp tài chính cho bệnh viện thuộc về các cái hội đoàn từ thiện, các cái tổ chức tôn giáo lập ra để người ta chung tay trong việc dọn dẹp, nấu ăn cũng như điều trị bệnh nhân một cái cách miễn phí. Đó là lý do người ta đặt cho cái tên Bệnh viện Vì Dân. Tuy nhiên, sau biến cố 1975, Bệnh viện Vì Dân đã bị những người cộng sản xóa tên và nó được đổi tên thành Bệnh viện Thống Nhất. Và bây giờ, Bệnh viện Thống Nhất trở thành một cái bệnh viện chăm lo cho các cán bộ cao cấp và trung cấp là chính. Tuy nhiên, người dân cũng có thể được khám chữa bệnh nhưng phải chi những cái khoản tiền vô cùng lớn để được khám chữa bệnh. Và chắc chắn người nghèo không có cửa vô đây. Thưa quý vị, dư luận Sài Gòn thấy rằng Bệnh viện Vì Dân từng là một cái bệnh viện của người nghèo. Giờ đây mỗi khi ai đi qua cái đoạn đường Lý Thường Kiệt vào buổi chiều sẽ thấy cảnh người nghèo vô gia cư. Thậm chí người bệnh trong bệnh viện họ phải tràn ra vỉa hè. Họ sống lầy lắt vật vờ tại trước cửa Bệnh viện Thống Nhất. Trong lúc trước năm 1975 thì những cái người nghèo hoàn toàn có quyền vào thăm khám mà không tốn bất kỳ một đồng bạc nào. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trái tim của bà Mai Anh đã ngừng đập, nhưng chắc chắn chúng tôi tin rằng bà đã để lại một cái dấu ấn và di sản. Đó là một cái công trình Bệnh viện Vì Dân. Và chắc chắn Bệnh viện Vì Dân sẽ không mất đi, dù rằng những người cộng sản có thay bằng cái Bệnh viện Thống Nhất hay bất kỳ một cái tên nào nữa, thì chắc chắn tên tuổi của bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ông Nguyễn Văn Thiệu, chắc chắn sẽ sống mãi cùng với thời gian và gắn với cái tên ở Sài Gòn. Dù rằng thời thế đã thay đổi, nhưng rõ ràng những cái điều, hình ảnh, câu chuyện của Bệnh viện Vì Dân mà chúng tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay, đặc biệt hy vọng nó có tác dụng với giới trẻ để họ hiểu rõ sự khác biệt giữa một nền chính trị của Việt Nam Cộng Hòa theo một cái xu hướng phát triển của phương Tây và một cái hệ thống chính trị cộng sản ngu muội, để thấy rõ một cái nền chính trị của Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn thể hiện những cái điều nhân bản, sẽ làm cho mỗi người, đặc biệt người dân Sài Gòn hiện nay, không thể quên và luôn luôn tiếc nuối khi nghĩ về nó. Và đó là một điều như quý vị đã thấy, cùng là một cái bệnh viện, cùng là một cái công trình kiến trúc như thế, nhưng dưới thời Việt Nam Cộng Hòa thì nó được mang tên Vì Dân và nó đã chữa bệnh cho người dân thực sự miễn phí. Còn bây giờ, dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa thì chỉ có các cái cán bộ cao cấp họ được vào thăm khám chữa bệnh miễn phí. Một cái điều quan trọng hơn cả trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi muốn để quý vị có thể so sánh. Sau gần nửa thế kỷ cai trị của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam hiện nay, họ luôn luôn nói là một cái chế độ của dân, do dân và vì dân. Nhưng rõ ràng thưa quý vị, liệu ở Việt Nam cho đến giờ phút này đã có một cái bệnh viện nào có thể xếp ngang hàng với Bệnh viện Vì Dân hay chưa? Câu trả lời chắc chắn là chưa. Chứ đừng nói một cái bệnh viện miễn phí dành cho người nghèo. Và thưa quý vị, những cái điều đơn giản như vậy để quý vị thấy chủ nghĩa xã hội nó chỉ là một cái bánh vẽ. Thậm chí nó là hiện thân trong cái sự bệnh hoạn đau khổ tận cùng, đặc biệt đối với người nghèo mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và đề nghị quý vị hãy tiếp tục ủng hộ KTV bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi cho những người xung quanh để họ biết về một cái chương trình truyền hình đưa các cái thông tin nhanh chóng, trung thực và chính xác. KTV đảm bảo các cái thông tin chúng tôi đưa ra đều được kiểm chứng và chịu trách nhiệm về mức độ tin cậy. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.